Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với shop đồ câu Lê Rạng. Thì hôm nay Rạng tiếp tục về cho mọi người cái mẫu cần Super Master. Cái dòng này là 3K carbon nha mọi người, của Bulova. Mẫu này là mẫu cần dựng. Phôi chúng ta là phôi 3K. Đó thì cái dòng phôi Super Master thì rất quen thuộc với anh em cần thủ, nhất là trong lĩnh vực cần dựng nha mọi người. Nó có hai mẫu phôi là phôi 1K và phôi 3K. Thì hôm nay đang review cho mọi người xem cái mẫu này là mẫu 3K carbon. Thì 3K thì nó sẽ có cái độ cứng hơn cái phôi 1K. Thường là những cái phôi 1K thì đọt nó khoảng 3 ly 6. Thì dòng 3K này đọt có thể lên được 3 ly 8. Nếu mà mọi người cần cái độ trâu, độ khỏe thì chọn những cái dòng 3K. Còn anh em mà câu cần cảm giác chút xíu thì lấy cái dòng 1K. Thì đánh, ví dụ đánh cháo, cần cái độ nảy và quăng mồi đi xa, không có bị bể mồi, rớt mồi thì dùng cái dòng 1K nha. Còn anh em nào mà chơi mà dạng chơi kiểu bạo lực, mà thích đánh cảm giác mạnh, đánh nho 4, nho 6 mà đánh 4 chùm, 6 chùm thì sử dụng những cái phôi 3K. Rồi ok. Còn cần dựng thì giá nó sẽ phụ thuộc vào cái bộ khoen. Hôm nay thì đang giới thiệu mọi người cái mẫu này. Khoen của nó là khoen Fuji O-ring. Bu là bu 16, dẫn Aconite luôn. Đúng chuẩn của mẫu cần dựng cho mọi người. Thì cần tổng cộng có 2, 4, 6 khoen, 6 khoen và một đầu bu, nghĩa là sẽ là 7. Và khoen đề 3 và khoen kế là sắp ngược. Đây, cái này là khoen đề 3, này là khoen kế đề 3. Và phía trên này và những cái khoen còn lại và dẫn. Đó thì hôm nay về được hai màu nha mọi người. Thứ nhất là cái màu màu này là màu màu vàng chanh nha, màu vàng chanh. Đây, nó chung cái đọt và cái cần ở bên đây. Và cái màu thứ hai là màu cam. Màu cam và có trang trí, nói chung là hai mẫu đều trang trí như nhau nha mọi người. Như nhau hết. Đây, thông số của cần này. Độ cứng của cần là XXXH. Tải là 500 cho tới 500 g cho tới 1 kg. Line là BE10, khoảng 130 lb, khoảng 58 kg, tải rất là cao luôn nha mọi người. Phôi cần là Super Master 3K carbon 3m2XX. Cán cần là cán hở 3 khúc nha mọi người, cán mút, cán Eva mút mài. Đây, và phía dưới là một cái cao su Fuji luôn, rất là cứng, cho người chống đất không bị trầy xước cái phần mút của chúng ta. Và bát máy là bát Fuji tem vàng. Đa phần những cái hãng Bulova sẽ có cái thêm một cái khóa phía dưới này đó, mọi người khóa lại và không vặn xuống được nữa nha. Đó, nó có khóa lại nè, Fuji tem vàng. Thì mấy cái mẫu phôi dạng này, khớp nối của cần là dạng ngọn trùm lấy gốc nha mọi người. Đây nè, ngọn trùm lấy gốc thế này. Đó, cái ngọn trùm một cái gốc. Và ở đây có cái lóc nè, lóc khóa, trang trí thêm cho đẹp thứ nhất và thứ nhì cho người canh, cây cần. Thì cái kiểu khớp nối thế này mọi người cắm vào thì vừa phải thôi nha, vừa tới đây. Đó, có cần thì sẽ hở ra ngoài hơn một tí xíu, khoảng cỡ này, hoặc là có cần vô trong được chút này. Mọi người cứ cắm vừa tay nha, vừa tay là đánh được. Đó là những cái phôi mà mẫu cần dựng của chúng ta. Cần này thì cho mọi người đánh hồ dịch vụ, đánh hồ quen, những cái hồ mà rộng, quăng mồi đi xa. Cây này mà cỡ này xuống Hải Long Vương thì mọi người quăng thì vô tư nha, 3m2 này. 3m2 mọi người dùng cái máy khoảng 6 ngàn,
vài giây khoảng chừng 50 là tới ống. Lúc trước rằng dùng cái cây 3m2 nhưng mà máy vẫn máy Ben Slammer 5,5 nhưng mà dây 62 quăng vẫn tới. Nói chung là những cái phôi này nè cho mọi người đánh nó khỏe đó. Rồi về được hai màu nha mọi người, tùy mọi người thích cái mẫu màu nào thì có thể lấy. Còn nếu mọi người muốn lên cái khoen xít á, thì giá sẽ cao hơn, thì đang sẽ báo giá cái bộ khoen xít sau. Còn cái này, mẫu này đợt này về là khoen Orin thôi, Fuji nha, Fuji Orin nha. Còn Fuji xít thì giá nó sẽ cao hơn. Thì cái giá của cái cây này là 3.550.000. Nó giá Orin, giá bình dân cho anh em mà chơi cần dựng. Còn mấy anh em mà sang hơn chút thì lên xít thì giá sẽ cao hơn rồi. Thì anh em cần lên xít thì anh sẽ cứ liên hệ Rạng sẽ lên cái bộ khoen xít cho mọi người. Còn một số anh em hỏi cần dựng mà một số nơi họ bảo hành ngọn gãy là thay. Thật sự họ nói bảo hành gãy là thay, thì một số anh em vẫn hỏi bên shop Rạng có bảo hành gãy thay ngọn hay không. Đó, nếu mà trả lời có như mấy chỗ khác á, thì thật sự họ vẫn là mấy chỗ khác họ vẫn là báo có bảo hành một đổi một ngọn lần đầu. Thì thế này, họ sẽ kêu mọi người trả lại cái ngọn mọi người làm gãy, và họ sẽ lấy lại cái bộ khoen đó, họ sẽ lấy lại cái bộ khoen và họ sẽ đi làm lại một cái đọt và tính cho mọi người 5-700 8-900 gì đó, họ lấy cái tiền công đó, họ bảo là lấy cái tiền công là 5-700 ngàn làm lại cái đọt gì đó. Nó như thật sự là họ sẽ lấy lại cái bộ khoen và họ sẽ làm lại và họ bán một cái đọt mấy trăm ngàn cho mọi người. Thì họ nói bảo hành thì như vậy chứ không phải là bảo hành là free cho mọi người đâu. Không có cái chuyện mà họ xách nguyên cái đọt mới và giao không cho mọi người. Thì bên shop Rạng vẫn vậy. Nếu mọi người có lỡ mà gãy, thật sự là những cái phôi của Super Master này ít bao giờ thấy gãy nha mọi người, trừ khi mọi người đánh những cái phôi khác có gãy thôi. Super Master đang chưa thấy gãy đâu. Đó thì nói trường hợp xui, lỡ mà vô vách ton hay này kia thì chắc chắn thì nó cũng sẽ gãy thôi, nó có tùy. Thí dụ cái này mọi người kéo mà mọi người đập mạnh vô vách ton thì nó sẽ có tùy trên cần, thì ngày nào đó nó sẽ bị gãy ngay vách tì đó. Nếu lỡ bị gãy thì bên shop vẫn làm lại cho mọi người đó, làm lại cho mọi người và vẫn lấy bộ khoen cũ đó vào đi làm lại và bán đó, đã nói bán chứ không nói bảo hành như người ta nha, bán một cái đọt cho mọi người vài trăm ngàn thôi đó, tùy đó. Nói chung là vẫn có chế độ đầy đủ hết cho mọi người nha. Đó, chứ không phải nói cần dựng rồi gãy là bỏ, không có bỏ nha mọi người. Đó, vẫn sử dụng lại cái bộ khoen và làm lại cái đọt mới cho mọi người. Nếu lỡ có trường hợp xui rủi mà mọi người đánh trúng vào đâu đó nó tổn hại tới cái đọt cần của chúng ta thì nó sẽ dẫn tới trường hợp mà gãy đọt. Đó, còn nếu như mọi người đánh kẹ cảo cá vài chục ký đánh bình thường đi, đảm bảo cho mọi người nếu mà gặp cá lớn quá mà mọi người siết pin cứng lại luôn, một là con cá nó lôi mọi người xuống hồ, hai là sẽ nổ dây, ba là sẽ tuôn nồi của máy, chứ không dẫn đến tình trạng mà gãy đọt được. Gãy là chỉ xui rủi mà đập vào ton hoặc đập vào đâu đó hoặc là rơi, nói chung là nó có nhiều trường hợp xảy ra nha mọi người, không biết trước được điều gì. Nói chung là vẫn có làm lại đọt cho người hết nha. Đó thì cũng như giá lúc nãy nói là 3.550.000 thì đã bao gồm phí vận chuyển toàn quốc cho mọi người luôn. Nó cần thì đang giới thiệu thế nào đó thì như vậy đó, nguyên cần người xem nè. Đó thì tất cả những sản phẩm bên shop đang gửi đều cho vào ống nước và bọc chống sốc nên người yên tâm, hàng đến mọi người cứ khui ra, khui ống nước ra đó, chống sốc ra và kiểm tra hàng và trả tiền cho người giao hàng giúp shop Rạng là được 100% cho xem hàng nha mọi người. Mọi người khui hàng ra kiểm tra đầy đủ hết xong rồi hãy trả tiền cho người giao hàng.
Đó rồi, ok. Mọi người đặt hàng thì cứ alo shop Rạng qua hai số điện thoại ở phía trên đây. Mọi người gọi số nào cũng được hết. Hoặc là lấy số qua Zalo nhắn tin. Thì Zalo bị full đó, mọi người cứ lấy số qua nhắn tin bình thường là được nha. Đó, rồi ok. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo.